Còn còn con Khương Sà Bần nó nói cái vụ cái ông đầu chọc em Tránh Bồn á, cái vụ thằng 80S nó lên nó quay thì em cũng là có làm cái video rồi, nhưng mà mình nghe con Khương Sà Bần nó nói là ông đầu chọc á, ông ấy vì tiền, ông vì tiền cho nên là ông mới mới bênh vực cái Loan, cho nên là cháu ông bị tẩy chay như vậy mà ông không bênh cháu ông với lại chị ông ấy mà ông đi bênh cái Loan. Với hơn nữa là ông ấy đại khái là nó kêu ông là vì tiền, cũng vì cái vụ mà cái loa là cái loa nó bạn đi cho tiền mua cái loa ấy. Ủa tôi nói nghe nè, ê Khương Sà Bần, ông ấy làm về đúng á chứ không phải sai đâu. Ông nhiều khi tật con người ông không bình thường gặp, nhưng mà ông ấy, cái lúc mà ông không có dạng như ông không có ngấu ngơ ngấu ngác á thì ông nói chuyện như vậy là ông cũng biết nhận thức, hiểu không? Theo như tao nghĩ là chắc ông chỉ có là cái dạng những lúc mà ông thiếu thuốc thôi, ông uống thuốc không đủ liều á thì ông mới nói chừng ngáo thôi, còn ngoài ra thì ông cũng cũng nhận biết được là chị ông với lại cháu ông ấy là thuộc về cái thành phần nào rồi, đúng không? Cũng là thuộc về cái thành phần mà này kia kia nọ rồi, cho nên người ta thừa biết. Nhưng mà thằng cha nó không có nói ra, nhưng mà cái cách nói chuyện của thằng cha là mình đã đủ hiểu rồi, hiểu không? Giờ ông lẽ nó lên trên mạng, nó lên trên mạng nói chị nó với cháu nó ra để cho cả thiên hạ người ta nghe, đúng không? Nó thì còn nó nói nửa nạc nửa mỡ giờ người ta là hiểu rồi, ta hiểu là cái chị nó với cháu nó là phức tạp như nào rồi, cho nên là nó như vậy là nó còn giữ cho chị nó với cháu nó, chứ đừng có nói nếu mà trường hợp á mà ông đầu chọc này á mà ông mà lên mà ông mà chửi á bên Hồng Loan đi, để xem bà Ni với Hồng Loan với khán giả để xem người ta để yên không, trong khi đó là thằng cha là em của Tránh Bồn đúng không? Nếu như Tránh Bồn nó thương á, nó thương em nó nha, hoặc là cái con Hoàn Châu Cách Cách á, nó có tiền, không lẽ nó không có được 5 triệu nó cho cậu nó, đúng không? Mà tại nó không có cho, nó không muốn giúp cậu nó, thì cậu nó nghèo, cậu nó không có tiền, cậu nó về quê, thậm chí vốn làm ăn, cậu nó cũng không có cái tiền để mà mua cái loa. Nếu mà không được nhờ chị Ni với cái loan, thì thằng cha ăn bằng gì? Thằng cha cặp đất mà ăn, đừng nói. Cho nên thằng cha nó khôn á, thằng cha nó nói giờ là chuẩn á. Mày kêu sao? Tôi đừng nhắc thằng cha nữa. Thằng cha vì đồng tiền, cho nên là thằng cha nó không thấy cháu mình như vậy, bị tẩy chay như vậy mà không bênh vực với chị mình. Đúng rồi, bênh vực làm gì? Cái con đó cho đáng cuộc đời chứ bênh vực cái gì? Nên thằng cha nó nói là làm cái gì phải suy nghĩ cho kỹ, đúng không? Thằng cha nó đúng á. Thằng cha nó là thằng cha không về phe ai, không về phe bên nào, hiểu không? Cho nên là do là thằng này nó cũng biết nghĩ là ngày xưa là ông Nam ông đối xử tốt với nó, cho nên bây giờ nó không nỡ, ông thằng cha không nỡ lòng nào thằng cha này kia nọ với cái Loan. Hơn nữa là chị Ni với cái Loan này đối xử tốt nữa, cho tiền làm vốn này kia nó. Nhưng cái lúc khó khăn tôi cho 5 triệu đâu phải đơn giản. Ủa cái bọn Tránh Bồn á với cái bọn ve, cái bọn mà mẹ có ve á, đối với tụi nó 5-10 triệu là chuyện nhỏ, đúng không? Nhưng mà nó không giúp ông đầu chọc này, đúng không? Tại vì sao? Nó chỉ biết là nó bỏ đồng tiền, nó quăng đồng tiền, nó đi thuê người này người kia để mà những cái người đó có những cái đồng tiền mà ăn của nó, để mà lên mà chửi thuê khóc mướn cho nó, thì nó sẵn sàng là nó bơm máu cho. Còn đây thì ông đầu chọc ông không làm được cho nó, cho nên là nó không có giúp đỡ cho ông ấy vốn làm ăn, thì đúng rồi. Cho nên giờ cái con Hoàn Châu Cách Cách mẹ con nhà Tránh Bồn á lơ mơ á, là cái tập đoàn ô mơ hả,
nó mà có gì mà trường hợp mà công ty người ta mà làm ăn mà bị cái gì á thì cái đó con này á, ăn cho đủ, ăn cho đủ, đừng có nói cái chuyện. Ví dụ bây giờ chưa nói về cái vấn đề mà kiện tụng bồi thường, chưa nói nha, nhưng mà cái con này á, là cũng làm ảnh hưởng cái, làm ảnh hưởng cái tập đoàn của người ta. Trời ơi trời, vừa rồi cái vụ con ve nhá, nó đi nhà hàng bên Đà Lạt á, mà chỉ là nhà hàng thôi mà còn cái sức ảnh hưởng nó còn như vậy, huống chi là đây là một cái tập đoàn lớn của người ta làm ăn mà gan thiệt đó, gan. Giờ biết thân phận mình là diễn viên, biết thân phận mình là người của công chúng thì mình phải làm sao mà mình đừng có đi núp lùm mà chửi người ta. Trời ơi, đây thậm chí á, nó còn tạo nick ảo á, nó còn cái gì, nó còn thưa Hồng Loan, nó còn cái hôm mà nó tạo cái nick ảo xong nó gài Hồng Loan là nó kiện Hồng Loan đó, là cái vụ mà nó bắt Hồng Loan phải lên xin lỗi đó, đó cái vụ đó. Cho nên bữa nay nó bị nghiệp quật, đúng rồi, cho nên bữa nay nó bị nghiệp quật, đúng rồi, hiểu không? Vì nó dám chửi chú Năm, đúng không? Nó bêu cái Loan rồi nó bêu chú Năm, đúng không? Thì sao, thì là thằng chọc đầu nó biết được rằng là cháu nó làm những cái chuyện đó rồi, hoặc là nó thừa biết là mẹ con nhà nó làm những cái chuyện còn còn gấp trăm gấp ngàn nữa kìa. À, cái vụ mà cái vụ án mà mở số tài khoản kìa, à, làm gì mà thằng 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 đầu chọc làm gì mà nó không biết, đúng không? Nhưng mà mẹ con nhà nó không hề giúp đỡ thằng đầu chọc, đúng không? Cho nên thằng đầu chọc nó làm gì nó phải bênh, mặc dù là con cháu thật, nhưng mà con cháu không đúng, không tốt bằng cái Loan, thì đương nhiên là thằng đầu chọc nó phải nghiêng về phía cái Loan. Vì dù sao đi chăng nữa cái Loan nó cũng là con của ông Năm, mà ông Năm là người là người tốt với nó. Rồi hơn nữa cái Loan nó cũng giúp, đúng không? Dù giúp ít thì giúp nhiều thì cái Loan nó cũng giúp, đúng không? Thì cho nên tại sao mà thằng này tuy rằng nó không tỉnh táo nhưng nó cũng biết phân biệt đúng phải, đúng không? Nó cũng biết một phần nào đó là mẹ con nhà Trành Bồn á là nó quá tệ, hiểu không? Mà cho nên là thằng đầu chọc nó nói rồi, làm mà không biết suy nghĩ, cứ tối ngày đi lên trên mạng này kia kia nọ. Rồi á, cái con Hoàn Châu Cách Cách cũng vậy, đi núp lùm, đi tạo những cái nick giả để mà đi tấn công Hồng Loan, cũng như là đi lên trên mạng chửi này chửi kia chửi nọ tối ngày. Làm gì mà thằng đầu chọc nó không biết, làm gì mà nó không biết, đúng không? Cho nên mày nói đừng nhắc thằng cha nữa. À, thằng cha không biết bênh vực chị mình với cháu mình, thằng cha chỉ cần tiền thôi. Đúng rồi, đúng rồi, nó cần tiền, nhưng mà cũng còn có người giúp nó trong lúc nó khó khăn, đúng không? Còn chị nó, cháu nó có tiền mà không giúp cho nó được cái vốn để nó làm ăn thì nó phải biết chứ. Trời ơi, cái đó nó phải biết chứ, làm sao nó không biết, đúng không? Ai cho nó chén cơm thì nó phải cảm ơn, đó mới gọi là một người không vô ơn, hiểu không? Còn như mày nói là nó phải nghiêng về, nó phải đứng lên, nó bênh vực mẹ con Trành Bốn à. Trời ơi, đúng rồi, mẹ con Trành Bốn à, con lo kìa. Đúng rồi, bữa nay dẹp tiệm quán bún bò được rồi đó. Đó, ăn ở ăn ở sao mà người ta đặt quan tài, người ta đặt toàn những cái thứ mà này kia kia nọ đó. Ăn ở giết mà giờ dẹp quán bún bò luôn rồi đó, không dám quay luôn, không dám quay quán bún bò luôn, đúng không? Gỡ số điện thoại kìa, đúng rồi, gỡ gỡ à, nó cũng vẫn bo mà. Rồi cái vụ mà cái nhãn hàng Uber của người ta kìa, cái vụ đó mới ghê đó. Cái vụ đó nếu như mà nhãn hàng người ta mà thưa kiện ra là con này phải bồi thường ha, không biết bao nhiêu tiền tỷ trong đó, chứ đừng có nói. Còn á, thằng đầu chọc á, nó biết thân phận ha, nó biết mẹ con nhà Trành Bồn là cái thành phần như thế nào rồi, cho nên nó mới không bênh vực, thà nó bênh vực cái Loan. Nhưng vì nó biết được rằng dù cho là thằng cha là không bình thường thật, nhưng mà thằng cha cũng biết là cái ni và
bà Ni và cái Loan là người giúp đỡ cho thằng cha trong lúc khó khăn, đơn giản là vậy thôi ha. Còn chị em chứ không giúp đỡ nó nha, không cho nó tiền mua cái loa, đi thuê người này thuê người kia, chửi thuê khóc mướn hàng ngày thì thuê. Còn cậu mình với em mình không có tiền để mà làm ăn thì không giúp, toàn làm ba chuyện rồi bu không à. Cho nên bữa nay bị nghiệp quật, đúng rồi đó, nghiệp quật mẹ con nhà nó, đúng rồi, cho đáng đời.